Dù thời điểm này, người hâm mộ đang rất hụt hẫng vì Ngoại hạng Anh sẽ tạm hoãn vì sự ra đi của nữ hoàng Anh. Tuy nhiên, vòng xoay Champions League vẫn diễn ra vào giữa tuần sau và sức hấp dẫn mà nó mang lại cũng chẳng hề kém cạnh gì giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Đặc biệt là tại lượt đấu thứ hai ở vòng bảng Champions League, lần này sẽ có một cặp đấu đầy duyên nợ được rất nhiều người hâm mộ mong chờ. Đó là trận đấu giữa Bayern Munich sẽ đối đầu cùng với Barcelona, nơi mà lịch sử đang nghiêng về phía hùng xám. Còn ở hiện tại thì chính Barcelona mới đang là đội bóng có nhiều lợi thế hơn. Đặc biệt, tâm điểm sẽ đổ dồn về phía cầu tiền đạo Robert Lewandowski, cây săn bàn đẳng cấp nhất của Bayern Munich đã đầu quân cho Barca. Và ngày 14 tháng 9 sắp tới đây, anh sẽ cùng những người đồng đội mới hành quân đến Allianz Arena để viết lại lịch sử. Đặc biệt là giúp cho đội bóng mới rửa được nỗi nhục trong trận thua 8-2 2 năm về trước. Vậy hôm nay, hãy cùng Cả Bóng Đá nhận định đôi chút về trận cầu tâm điểm này, đặc biệt là về việc Lewandowski sẽ đối đầu cùng với đội bóng cũ của mình ra sao nhé. Rõ ràng, trước thềm trận đấu này, cả Bayern Munich và Barcelona đang là hai đội bóng được xem như là hai ứng cử viên giành lấy tấm vé được chơi ở vòng 1/8. Và trận đấu giữa hai câu lạc bộ sắp tới đây sẽ cũng được xem như là một trận chung kết sớm của bảng C. Về phong độ, hiện tại cả hai đội bóng đều đang có phong độ khá cao ở giải quốc nội. Về phần Bayern, họ trải qua 6 trận đấu đầu tiên ở Bundesliga với thành tích bất bại, ghi được 19 bàn thắng vào lưới đối thủ. Đồng thời, họ cũng nhận 6 bàn thua và mang về cho mình 12 điểm. Với câu lạc bộ xứ Catalonia, phong độ của tập thể này thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả hùng xám khi cho tới thời điểm hiện tại, Xavi và các học trò của mình vẫn chưa biết đến mùi thất bại tại đấu trường quốc nội. 5 trận đấu đã qua, Barca thắng tới 4 và chỉ để hòa 1 trận. Hiệu số của họ tạo ra cũng cực kỳ ấn tượng khi ghi tới 15 bàn thắng và chỉ nhận về vỏn vẹn 1 bàn thua. Có thể thấy, nếu xét về phong độ hiện nay thì Barcelona mới là đội bóng được đánh giá cao hơn hẳn, nhất là ở khía cạnh phòng ngự. Đại diện của Tây Ban Nha đang có một hàng phòng ngự rất ăn ý. Đặc biệt là những tân binh họ mang về vào mùa hè vừa rồi ở vị trí trung vệ đều biết cách tỏa sáng. Điều đó trái ngược hoàn toàn với hàng phòng ngự của Bayern Munich. Dù chỉ phải đối đầu với những đội bóng yếu hơn trong 6 trận đấu vừa qua, nhưng Bayern Munich vẫn phải vào lưới nhặt bóng tới tận 6 lần. Chắc chắn họ sẽ phải cải thiện rất nhiều trước khi tiếp đón Barca trên sân nhà, nếu không muốn đội bóng này hủy diệt mình với tỷ số khủng như những gì mà họ đã làm với Barca cách đây 2 năm. Đặc biệt, sự lo lắng còn tăng lên gấp bội khi mà hiện tại tiền đạo chủ lực của Bayern Munich những mùa vừa qua là Lewandowski đã quyết định đầu quân cho đội bóng xứ Catalonia. Và lúc này, tiền đạo người Ba Lan cũng đang chơi cực kỳ thăng hoa với 6 bàn thắng tại đấu trường quốc nội cho Barca. Bayern chắc chắn thừa hiểu sự nguy hiểm và đáng sợ của Lewandowski, nhất là tại sân nhà Allianz Arena, nơi mà Levy vốn đã xem là sân khấu của mình trong suốt những năm qua. Rõ ràng, đã khá lâu rồi, người hâm mộ mới thấy một Barcelona mạnh mẽ và khởi đầu tốt như thế. Đội bóng xứ Catalonia đang có mạch 5 trận bất bại, trong đó có 4 chiến thắng, 1 trận hòa và vươn lên vị trí nhất bảng. Các cầu thủ Barcelona chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn, trong khi đã ghi được tới 11 bàn thắng và 6 bàn trong số đó đến từ cùng một nguồn, Robert Lewandowski. Cầu thủ số 9 người Ba Lan mới chỉ gia nhập đội bóng xứ Catalonia cách đây 1 tháng rưỡi. Nhưng anh đã nhanh chóng chứng minh được tại sao mình là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá thế giới trong gần một thập kỷ qua. Ở tuổi 34, tiền đạo người Ba Lan chuyển đến sân vận động Camp Nou với giá 45 triệu euro trong mùa hè này cùng với 5 triệu biến phí. Đây là khoản đầu tư mà nhiều ý kiến cho rằng là quá đắt. Thế nhưng, Lewandowski hiện đã ghi bàn trong 3 trận liên tiếp và đang làm được điều mà chỉ có những Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Gerard Moreno, Karim Benzema, Iago Aspas và David Villa mới làm được ở Tây Ban Nha. Nhưng Xavi và các đồng đội của tiền đạo người Ba Lan coi anh không chỉ là một tay sân bàn đơn thuần, mà còn đánh giá cao sự thông minh trên sân cỏ, cũng như sự khiêm tốn và kỹ năng lãnh đạo của anh. Mùa giải trước, khi Messi quyết định rời Barcelona để chuyển tới PSG, khoảng trống mà siêu sao người Argentina để lại là rất lớn, mà không có bất kỳ cầu thủ nào trong đội hình hiện tại của đội chủ sân Camp Nou có thể đảm nhiệm. Đó là vai trò tối quan trọng của đội bóng, đó là ghi bàn, cũng như dẫn dắt toàn đội tới với chiến thắng. Lewandowski đã ký hợp đồng có thời hạn 4 năm tại sân vận động Camp Nou và anh ấy đang đóng vai trò rất lớn trong việc ghi bàn của đội bóng. Ở tuổi 34, cựu tiền đạo Bayern Munich đã chơi nhiều phút hơn so với bất kỳ cầu thủ nào cho Blaugrana mùa này. Anh cũng là cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất và có nhiều cú sút nhất. Ngoài ra, chân sút người Ba Lan cũng đang cho thấy tầm ảnh hưởng của mình với các cầu thủ trẻ và đã giúp đỡ rất nhiều người trong số họ. Ngay cả Ousmane Dembélé cũng được hướng dẫn của người đàn anh như đã thấy trong trận đấu với Sevilla. Lewandowski là cánh bạc lớn của Barcelona trong mùa hè này và anh ấy đang cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng với những đồng tiền mà ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia trả cho mình. Và giờ đây, tại đấu trường Champions League, trước một tập thể Bayern Munich hùng mạnh, nhiệm vụ cho Levy còn khó khăn hơn cả khi anh phải đối đầu với những người đồng đội cũ của mình ngay tại nơi mà trước đây anh xem là ngôi nhà thứ hai.
nhiệm vụ của anh đó chính là viết lại lịch sử. Cái lịch sử đáng quên của Barca mỗi khi đối đầu với Bayern Munich mà chính Levy là một trong những ngôi sao của hùm xám đã khiến cho Barca tủi hổ đến vậy. Tuy nhiên, trong lần đối đầu này, Lewandowski đã ở một vị trí khác, một trách nhiệm khác. Anh và cả câu lạc bộ Barcelona chắc chắn rất muốn đòi được món nợ mà những người Bayern Munich đã gieo cho suốt thời gian qua. Và dựa vào phong độ chói sáng của tiền đạo người Ba Lan cùng lối chơi cực kỳ thăng hoa hiện tại mà Xavi chính là người thổi hồn vào, Blaugrana có quyền tự tin vào mục tiêu mà họ hướng đến ở trận đấu này. Nhất là khi có họng súng Levy trên hàng công. Giá trị của tiền đạo người Ba Lan mang đến cho Barcelona ở trận cầu sắp tới là cực kỳ lớn, nhất là trong khía cạnh về chuyên môn. Levy đã chẳng còn xa lạ gì với những cầu thủ của Bayern nữa, đặc biệt là những người đồng đội cũ nơi hàng thủ. Chắc chắn điều này sẽ giúp cho anh dễ dàng xuyên phá mảnh lưới của câu lạc bộ nước Đức hơn rất nhiều, điều mà trước đây các tiền đạo của Barca vẫn chật vật mới làm được. Ngoài ra, anh cũng rất hiểu cái cách mà đội bóng cũ của mình thi triển chiến thuật cũng như xây dựng hàng phòng ngự cho mỗi trận đấu. Vì thế, khả năng đóng góp của anh cho Barca ở trận đấu này là không cần phải bàn cãi quá nhiều. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Levy hiểu đội bóng cũ của mình thì chắc chắn những người đồng đội cũ của anh cũng rất hiểu rõ về cách chơi của tiền đạo này. Không khéo, việc sử dụng Levy lại trở thành một con dao hai lưỡi, khiến cho hàng công của tập thể này bị khóa chặt. Ngoài Levy, cũng còn rất nhiều những ngôi sao đáng chú ý ở trận đấu này, sẵn sàng tạo ra được sự khác biệt trong một trận thư hùng nảy lửa. Mà người xem không thể không nhắc đến, đó chính là Sadio Mane, cầu thủ người Senegal được xem như là một phương án thay thế cho tiền đạo người Ba Lan. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Mane vẫn chưa chơi đúng với những gì người ta kỳ vọng ở anh. Và chắc chắn, trong trận đấu với Barca sắp tới đây, Mane rất muốn chứng minh được giá trị của mình, chứng minh rằng anh cũng hoàn toàn có thể thay thế Lewandowski để trừng phạt Barcelona, dù điều này ở thời điểm hiện tại là cực kỳ khó. Có thể thấy, trong trận đấu sắp tới đây, Mane và Lewandowski chính là hai chiếc chìa khóa của cả hai đội bóng này. Nếu ai tỏa sáng thì chắc chắn cơ hội giành chiến thắng của tập thể đó sẽ cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, có một điều mà cho đến lúc này Barca vẫn còn đang rất sợ Bayern, đó chính là cái dớp để thua trước câu lạc bộ nước Đức. Mùa trước, Barcelona và Bayern Munich cũng ở cùng một bảng đấu. Câu lạc bộ xứ Catalonia đã để thua đối thủ ở cả hai lần đối đầu cùng với tỷ số là 0-3, rồi phải xuống chơi ở Europa League khi chỉ xếp ở vị trí thứ 3. Mùa giải 2019-2020, Bayern tạo ra được cơn ác mộng cho cổ động viên của Blaugrana bằng chiến thắng hủy diệt 8-2 ở vòng tứ kết. Rõ ràng, đây là yếu tố mà Bayern Munich đang vượt trội hơn so với Barca và cũng là yếu tố khiến cho câu lạc bộ này có thêm được sự tự tin khi tiếp đón đối thủ lớn nhất của mình tại bảng C này.